Welcome back to Mr. Sand class, and today we will have a lesson that you will like it. You often see and watch it many times on social media. And now we can know how to do it, and you can do it by yourself. Thì mình đã xem mà hôm nay mà chào cho các bạn, mình là lớp của Mr. Sand và hôm nay chúng ta sẽ học một bài mà các con rất là thích. Mà cái kế này thì các con đã rất là thấy ở khắp mọi nơi rồi. Ở gần trên nhất là các nền tảng xã hội, và hôm nay các con sẽ được học làm sao để làm nó và các con sẽ được làm nó ha. First, answer some questions. Đầu tiên mình trả lời một vài câu hỏi nhé. Why do people read reviews of films and books? Tại sao các con đọc những bài review về phim hoặc book? Tại sao nhỉ? I want to know that films or book is interesting or not, and so that I can watch it or read it. Thì mình thường thì các con sẽ đọc tại vì các con muốn biết được là một phim đó hoặc là nó thú vị hay không thì các con mới đọc hoặc là coi nó đúng không? Để đỡ tốn tiền, để đỡ tốn thời gian. Not waste too much money or waste too much time. So it's so easy. Okay, and what you cook? What can you learn in a review? Mà con có thể học được từ nhiều đó. Dạ, mình có thể biết được nội dung phim nó sơ khởi như thế nào, mà plot twist nó xảy ra làm sao, và nội dung nó kỹ xảo nó tốt hay là không, để mình biết quyết định là mình nên đi coi hay là ở nhà. Nhiều khi nó hợp với mình, hoặc nhiều khi nó không hợp với mình. Ok, ở đây là hợp, hoặc là over hợp, hoặc là không hợp. Can you find out if a book or film is good? Mình có thể hiểu biết tìm ra được là cuốn sách đó hoặc là bộ phim đó nó over hợp với mình hay không? Yep. Thì mình đọc review mình biết được. Chứ bây giờ mình không cần mình bỏ tiền ra với bộ phim này, mình bỏ tiền ra mình coi rồi mình đi coi hết thì thời gian mình không có ha. Bây giờ mình không đủ thời gian để xem tất cả các bộ phim. Nhiều khi mình đọc cái tựa đề phim nó dở nhưng mà ai biết được nội dung phim hay thì sao? Maybe. Can you find out what it's about? Mình có thể biết được nội dung nó về gì? Giống như bộ phim tựa đề đó mà plot twist nó bẻ lái, nó lấy lụa qua cái nội dung khác, thể loại khác hay là kiểu khác thì mình cũng chả biết được. Cho nên mình phải đọc được cái review trước mình mới biết được là bộ phim nó hay hay dở, rồi quyết định là coi. Ok. What else can you learn? Mà những điều gì khác mà có thể học được từ nó. Many things, just tell me about your ideas. Don't worry, it's right or wrong because we are studying now. Không, cứ nói thoải mái. Bây giờ mình đang học, cho nên đừng có lo lắng việc đúng hay sai quá nhiều nhé. Let's get it. Let's go. Think about it and answer. Okay, this is our lesson today. Unit 8 on screen. Lesson 7, write film or book review. Hôm nay các con sẽ được học cách để viết một cái bộ phim, cái review về một phim hay là cuốn sách mà con thích. Mà con thích hoặc là con đã xem hoặc con đã đọc. Let's get it. Okay, look. What we will learn today. By the end of the lesson, student will be able to, và con sẽ làm được gì? Identify and use details to support your ideas. Mình sẽ sử dụng được và sẽ để và sử dụng được những cái gọi là những cái chi tiết để mình củng cố cái ideas của mình ha các bạn. Exercise 1. Turn to the way
85 and exercise 1. What's important to you when choosing a book to read? Thì con cái nào là cái quan trọng đối với con khi mà chọn một cuốn sách để đọc? Put the following ideas from the most to the least important. Mình sẽ sử dụng, mình sẽ đưa những cái idea này theo thứ tự là từ quan trọng nhất cho đến ít quan trọng nhất theo ý con. Không quan trọng là đúng hay sai, tại vì mỗi người mỗi ý ha. Có người xem cái này quan trọng hơn, nhưng mà người kia lại thích cái đó quan trọng hơn. Mình có the genres, thể loại, characters, nhân vật, famous writer, easy to read, ideas that I can learn from and well written. Okay, what do you think about it? Put it. Viết xong xong mình để mũi tên từ trên xuống dưới cho nó dễ. Okay, after that, you can compare your answer with your partner. Mà tại giải thích tại sao mà con thích cái này hơn mà cái kia. Okay, look at the exercise 2 by ID5. Read the review which features in exercise 1 are mentioned. Thì mình sẽ đọc cái bài này và sau đó mình sẽ mình nhớ những cái ở bên exercise 1 thì bây giờ thì những cái exercise 1 nào đề cập tới thì mình sẽ trong bài này mình sẽ thấy những cái quan trọng của nó, những cái mà thông tin đó mình điền ở đâu. Thì mình sẽ nhìn vào đây ha. Okay, you can look. Okay, mình có cái là easy to read collection of true story that is by. Yeah, thì mình sẽ thấy là easy to read. Thứ hai là the thing I love most about the book is the way I am taught to care for others. Thì mình có cái bài học rút ra từ đây ha. And over love myself and overcome the obstacles. Thì đây là cái bài học mình rút ra được. Okay. So this is the answer. Thứ nhất là the genre, mình có thể loại easy to read và ideas that I can learn from, mình có những cái bài học để mình học từ đó ha. Yeah, look at the table in exercise 3. Và mình sẽ use details to support our ideas or opinions. Và mình match details with the ideas. Mình có thể nói cái chi tiết với những cái gọi là ý tưởng ha. Mình một bộ ba bạn sẽ thấy mình có một xanh, the green one and the yellow one, and match it together and we have a review. Nên bây giờ các con hãy thử nào. Mình làm thử nè.
Okay. Number one, Chicken Soup for the Soul is a heartwarming collection of true stories. With a novel that the story demonstrates the best quality of human beings. Huh? Number two, the thing I like most about the book. Cái nào mình thích nhất? The way I am taught to care for others. I love myself and overcome obstacles. I would recommend the book. The book comprises inspirational story that helps spread happiness and hope throughout society. Okay, exercise 4, page 85. Study the key phrases. Which phrases don't appear in the book review and why don't they appear there? Thứ nhất là các loại phrases nào mà nó không xuất hiện trong review sách và tại sao nó không xuất hiện. Đầu tiên mình đọc trước cái key phrases dưới đây đi ha. Writing a review, đây là phrase, những cái phrases sẽ nói chung về việc review. Thì mình sẽ gồm có I would like to talk about, it was written by, it starts, it was directed by, the thing I like most about, all in all, I would recommend to. Right, look, find some of phrases in the review. Thì mình sẽ nhìn vào cái review ở trong cái exercise 2 để mình biết được. Thứ hai, which phrases don't appear. Bây giờ xác định được là tại sao nó không xuất hiện và lý do. Ok, bây giờ mấy con hãy nhìn vào và tìm đi. Mình nghĩ một phút. Alright, let's go. Mình có là it was directed by and it starts. Tại sao nó không xuất hiện trong cái review sách? Tại vì đây I use for writing a film review. Thì nó sử dụng cho việc mà review phim chứ không phải review sách các bạn ha. Okay, exercise 5, by 85, use it. Follow the steps and the writing guide. How many steps do you need? Mấy step? Các con thể nhìn lên màn hình mà các con biết ha. Right, 3 steps. Còn mình sẽ làm gì trước ha? Step 1. Think and plan. Khi mà con muốn viết một cái gì đó thì con phải suy nghĩ trước về cái dạng ý. Là mình gồm có những cái gì, viết cái gì. Mình sẽ giống như là viết một cái outline writing vậy á. Mình sẽ viết một cái dạng ý trước là gồm có những thông tin như là nó về gì, tác giả là ai, rồi diễn viên là gì, thể loại là gì, nhân vật chính là ai và những cái nhân vật phụ khác cũng như là cái plot twist. Thì đó là step 1, think and plan. Và bây giờ mình sẽ nghĩ về step 2 là gì? Write. Sau đó mình dùng cái outline ở step 1 mình làm gì? Mình viết thành một cái bài hoàn chỉnh. Ok. Rồi sau đó mình làm gì nữa? Step 3, sau khi hoàn thành viết xong thì mình làm gì? Trước khi mình đọc bài mình làm gì? Before you, after you finish the writing, what you need to do? Sau khi con hoàn thành bài viết thì con làm gì? Trước khi con đọc cho giáo viên. That's right. Check. Bây giờ các con sẽ kiểm tra lại
Rồi là mình làm đúng chưa, sai chỗ nào, thiếu cái gì, sau đó mình sẽ nộp bài. Ok, bây giờ mình đầu tiên mình đến với step 1 trước. Complete the notes in the thing and plan. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ và lên kế hoạch. Mình viết một cái outline trước ha. Session with your favorite film. Bây giờ các bạn chọn một cái bộ phim nào có thích. Thì mình sẽ điền vào đây một vài cái thông tin. Title, name of the film. Viết tên vào. Author or director. Genres. Mình có nhiều thể loại ha. Một phim có nhiều thể loại chứ không phải một thể loại. Main character, mấy bạn có thể viết nhân vật chính đây, có thể là nhân vật nam chính, nữ chính hay là cái gì đó, nếu như phim về động vật thì mình cũng có con nào chính đó, mình viết vào. Other characters, mình có thể kể một vài nhân vật đặc biệt ở đây, ví dụ như nhân vật phản diện, nhân vật phụ, nam phụ, chính, nữ phụ ở đây. Plot và nội dung một vài cái, một viết một hai câu, một cái vài nội dung, một từ vài từ hoặc là gì đó cũng được để mình hỏi ra, sau đó mình triển khai ý ra thì không, hoặc là bạn có thể tốt thì bạn sẽ viết những cái gạch đầu dòng. Ok, that's ok. Bây giờ con có 5 phút để làm hoàn thành cái này trước. Let's go.
Okay, we move to the next one. Okay, step 2, write 4 paragraphs by using ideas from Think and Plan. Thì bây giờ mình sẽ viết 4 đoạn 4 đoạn văn từ sử dụng cái ideas từ cái mục 1. Step 1 ha. Paragraph 1. Introduce the title and the author or director starts. Thì mình sẽ đầu tiên là mình giới thiệu. Đương nhiên rồi, bài nào vậy phải giới thiệu thôi. Giới thiệu tựa với cái gì? Giới thiệu tựa đề phim, giới thiệu tác giả và giới thiệu nhà đạo diễn hoặc là những cái diễn viên trong đó. Paragraph 2, summarize story. Mình giống như là mình tóm tắt lại cái bộ phim nó như thế nào, có những điểm gì hay. Paragraph 3, say why you like it. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra những cái điểm hay nhất mà mình thích nhất, tại sao mình thích, tại sao đối với mình, tại sao mình lại là thích nhất bộ phim này. Mình đưa ra, người ta thấy hay quá, người ta đi coi. Paragraph 4, conclude and make a recommendation. Và sau đó mình sẽ đưa ra cái là mình sẽ nói là oh, phim này hay quá, các bạn nên đi xem đi. Yeah. Và bây giờ mình sẽ viết 4 đoạn văn mà nhớ dùng thì cho phù hợp. Mà nhớ là mình sử dụng những cái câu passive một cách hiệu quả. Được sử dụng chỉ là active thì nó sẽ bị gây ra sự nhàm chán. Mình sử dụng passive ha, thêm vào khi mà có thể. Ok, các bạn làm bài giờ này trong vòng 7 phút. Sau đó thầy sẽ qua phần 3.
Ok, 30 giây nữa. Okay, after you finish step 2, you go to step 3. What do you do? Check. Rồi sau khi mà tới hết xong, viết xong thì mình đi kiểm tra. What you need to check? Recent tenses to tell story. Ha? Thứ hai là passive form. Fill and book vocabulary. Coi coi viết sai chúng ta không mà dùng đúng chỗ chưa. Clear paragraphs. Coi coi mình viết có bị rối hay không. Thì mình sẽ check trong tầm khoảng 2 phút là ok. Các bạn hãy check nào. Chúng ta có 2 phút để check lại cái đoạn văn của mình. Okay, by the end of the lesson, what have we learned today? Identify and use detail to support ideas. Các con đã làm được điều này rồi ha. Mình có thể xác định và sử dụng những cái chi tiết để cho củng cố với những ý tưởng của mình. Cho nên mình đã nhấn tick vào đây nha các bạn ơi. Tick nè. Okay, let's go. Okay, and that's in the end of the unit. Nó cũng là cái bài tập cuối cùng, cũng là cái lesson cuối cùng của cái unit này. Trước khi các con chuyển qua phần review thì hôm nay mình sẽ có bài tập về nhà như sau. Homework complete exercise 5. Các con chưa làm xong exercise 5 kịp thì về nhà hoàn thành cho xong và nhớ đầy đủ 3 bước cũng hay nhé. Mình đã hoàn thành xong bước thứ nhất, bây giờ con hãy hoàn thành bước số 2, bước số 3 và do workbook 8:55. Practice kids writing 8. Cumulative review workbook 8:59. Và nhớ là review all the vocabulary and grammar in this unit before you have a review and after that you have a test. Let's go. Thank you for coming to my class. Cảm ơn các bạn đã tới với lớp của thầy. Và this is the last lesson we meet. Đây là cái chương cuối cùng, bài cuối cùng mà mình gặp nhau trong năm học này. And I hope you will get high score in the at the end of the school year. Okay, hy vọng là năm cuối năm con sẽ các con sẽ được học sinh tốt và được điểm tốt.
Okay, goodbye and see you maybe next year. Yeah, không biết bao giờ. Chào và tạm biệt và hy vọng mình sẽ gặp nhau vào năm sau. Okay, goodbye.